Luận Đại Trí Độ, quyển 54, phẩm thứ 27, Thiên Dương, Vua Trời, Kinh. Lúc bấy giờ, từ 3.000 đại thiên thế giới, chư vị tứ thiên dương đồng đến pháp hội, lại có chư vị đao lợi thiên dương, dạ ma thiên dương, đâu xuất thiên dương, hóa lạc thiên dương, tự tại thiên dương, đại tự tại thiên dương, phạm thiên dương, cùng vô số trăm ngàn vạn ức chư thiên đồng đến pháp hội. Chư thiên và chư thiên dương đều phóng quang minh, thế nhưng trước quang minh của Phật, quang minh của chư thiên và của chư thiên dương chẳng thể nào hiển bày ra được. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân, vị thiên dương ở cõi trời Đao Lợi, nói với ngài Tu Bồ Đề rằng: Thưa Đại Đức, từ khắp 3.000 đại thiên thế giới, chư thiên và chư thiên dương chúng tôi đều hội về đây để được nghe Đại Đức thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Thưa Đại Đức, Bồ Tát Ma Ha Tát làm thế nào để an trú trong Bát Nhã Ba La Mật? Làm thế nào để thực hành Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, tôi nay nương theo Phật tâm, nhờ Phật lực gia bị mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho chư Bồ Tát, khuyên chư Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật. Nay có vị chư thiên nào chưa phát vô thượng Bồ Đề tâm thì xin hãy phát tâm trước đã. Vì sao? Vì chư vị đã nhập chánh vị thanh văn, vẫn còn bị sanh tử làm chướng ngại, nên chẳng có thể phát được vô thượng Bồ Đề tâm. Nếu có vị nào đã phát vô thượng Bồ Đề tâm thì tôi xin tùy hỷ tán thán. Vì sao? Vì thượng nhân phải cầu thượng pháp. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào chăng? Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, dụng vô sở đắc, quán sắc, dẫn đến thức, quán nhãn, dẫn đến ý, quán sắc, dẫn đến pháp, quán địa chủng, dẫn đến thức chủng đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, lại quán sắc, dẫn đến thức, quán nhãn, dẫn đến ý, quán sắc, dẫn đến pháp, quán địa chủng, dẫn đến thức chủng đều là như bệnh, như ung nhọt, như vết thương do mũi tên ghim vào thân, gây đau nhức, tán hoại, lo sợ, lại quán sắc, dẫn đến thức, quán nhãn, dẫn đến ý, quán sắc, dẫn đến pháp, quán địa chủng, dẫn đến thức chủng, đều là tịch diệt, là ly, là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Vì sao? Vì đều là bất khả đắc. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, dụng vô sở đắc, quán vô minh duyên hành, dẫn đến sanh duyên lão tử, đều là những nhân duyên tạo ra các ưu bi, khổ não, lại quán vô minh diệt, thì hành diệt, dẫn đến sanh diệt, thì lão tử diệt, khiến các ưu bi khổ não cũng đều diệt theo. Vì sao? Vì đều là bất khả đắc. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, dụng vô sở đắc, quán bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, quán đàn ba la mật, dẫn đến thiền na ba la mật đều là bất khả đắc. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều là cộng tướng, đều tác duyên cho nhau, nhuận ích và tăng trưởng cho nhau. Nếu tư duy phân biệt thì biết rõ hết thảy các pháp đều là vô ngã và vô ngã sở. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, tâm hồi hướng chẳng phải là tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm vô thượng Bồ Đề cũng chẳng phải là tâm hồi hướng. Vì sao? Vì ở nơi tâm vô thượng Bồ Đề thì tâm hồi hướng là bất khả đắc. Ở nơi tâm hồi hướng thì tâm vô thượng Bồ Đề là bất khả đắc. Bồ Tát tuy quán hết thảy các pháp mà biết rõ hết thảy các pháp đều là bất khả đắc cả. Như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân hỏi: Thưa Ngài Đại Đức, vì sao tâm hồi hướng chẳng phải là tâm vô thượng Bồ Đề? Tâm vô thượng Bồ Đề chẳng phải là tâm hồi hướng. Vì sao ở nơi tâm vô thượng Bồ Đề thì tâm hồi hướng là bất khả đắc? Ở nơi tâm hồi hướng thì tâm vô thượng Bồ Đề là bất khả đắc.
Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, tâm hồi hướng và tâm vô thượng Bồ Đề là phi tâm. Chẳng phải tâm, phi tâm tướng, chẳng phải tâm tướng. Ở nơi phi tâm tướng chẳng có thể hồi hướng phi tâm tướng được. Phi tâm tướng chẳng phải tâm tướng là bất khả tư nghị tướng, tướng chẳng thể nghĩ bàn, mà bất khả tư nghị tướng chính là Bát Nhã Ba La Mật tướng vậy. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Lúc bấy giờ Phật tán thán Ngài Tu Bồ Đề: Lành thay, lành thay, này Tu Bồ Đề, ông đã vì chư Bồ Tát khéo thuyết về Bát Nhã Ba La Mật để an ổn tâm Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, vì báo đền ơn Phật mà con đã vì chư Bồ Tát thuyết sáu pháp Ba La Mật nhằm khai thị lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Bạch Thế Tôn, trong quá khứ chư Phật cùng chư đại đệ tử đã nói sáu pháp Ba La Mật cho hàng Bồ Tát nghe, khiến họ vào được đạo vô thượng Bồ Đề. Hôm nay con cũng vì hàng Bồ Tát nói sáu pháp Ba La Mật khai thị các lợi ích nhằm giúp họ vào được đạo vô thượng Bồ Đề. Luận hỏi: Ở phẩm trước đã có nói đến Phật phóng quang minh, và đã có nói chư thiên nương theo ánh quang minh của Phật mà đến dự pháp hội, nay vì sao còn nói nữa? Đáp: Có thuyết nói đây là lần thứ hai chư thiên dân tập về dự pháp hội, cũng có thuyết nói đây chỉ mới là lần thứ nhất. Tự trung, sự kiện chư thiên dân tập dự pháp hội được nhắc lại nơi phẩm này có mục đích nêu rõ tầm quan trọng của pháp hội thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật vậy. Trong kinh có nói rằng, khi Ngài Tu Bồ Đề nói kinh Bát Nhã Ba La Mật thì chư thiên đều hoan hỷ, phóng quang minh và dân tập về pháp hội. Phật mỉm cười phóng đại quang minh, khiến cho các quang minh của chư thiên chẳng có thể hiển lộ ra được. Nên biết rằng chư thiên đến dự pháp hội đều có phóng quang minh rực rỡ. Đặc biệt chư thiên cõi sắc do thường tu thiền định, do đã ly dục và thường tu tập hỏa tam muội, nên thân thường xuất diệu sắc quang minh. Quang minh của chư thiên tuy tỏa rộng, nhưng đối trước quang minh của Phật chẳng có thể hiển lộ ra được. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân, vị thiên vương ở cõi trời Đao Lợi, thấy quang minh của Phật như vậy, tự nghĩ rằng quang minh của Phật che lấp hết các quang minh của chư thiên. Đây chính là trí huệ lực của Phật, có công năng phá trừ hết vô minh, si ám của chúng sanh. Bởi nhân duyên vậy, nên khi Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề nói Bát Nhã Ba La Mật, chư thiên ở khắp mười phương liền dân tập về pháp hội để nghe pháp. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đại diện cho hàng chư thiên đã hỏi Ngài Tu Bồ Đề về thể của Bát Nhã Ba La Mật, về cách thực hành Bát Nhã Ba La Mật, về các phương tiện dẫn vào Bát Nhã Ba La Mật và an trú trong Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề đã đáp lại với nội dung: Ví như người phát tâm hành bố thí Ba La Mật, thấy người đói khát liền cho ăn uống, thấy người cần thuốc men liền cung cấp thuốc men. Bồ Tát cũng như vậy, khi đã phát tâm cầu Phật đạo thì phải vì mọi người mà nói Bát Nhã Ba La Mật nhằm đem lại lợi ích cho họ. Như vậy mới gọi là báo đáp thâm ân của Phật. Ngài lại nói thêm rằng, nếu vị nào chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì phải nên phát tâm trước đã. Vì sao? Vì các vị đã nhập chánh vị thanh văn vẫn còn bị sanh tử làm chướng ngại, nên chẳng có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề được. Các vị đã phát tâm vô thượng Bồ Đề vẫn còn phải cần khổ tu tập để được lậu tận, mới mong thoát ly được nghiệp báo tương tục sanh thân. Phải có đủ các nhân duyên như vậy mới có thể hành Bồ Tát đạo được. Hỏi: Ngài Tu Bồ Đề tự mình đã nói chẳng tham nhận Bát Nhã Ba La Mật, nay vì sao Ngài lại nói có vị nào phát tâm vô thượng Bồ Đề thì tôi xin tùy hỷ tán thán? Vì sao Ngài nói thượng nhân phải cầu thượng pháp? Đáp: Ngài Tu Bồ Đề tuy ở trong hàng thanh văn, nhưng thường tu hạnh không, nên Ngài chẳng chấp đấm thanh văn địa. Bởi vậy nên Ngài mới nói như trên đây. Có hai lý do khiến Ngài Tu Bồ Đề nói như trên. Đó là:
Ngài chẳng muốn làm chướng ngại tâm tu phước của chư thiên, nên nói, có vị nào phát tâm vô thượng bồ đề thì tôi xin tùy hỷ tán thán. Ngài muốn khuyến khích chư thiên phát tâm vô thượng bồ đề, nên nói, thượng nhân phải cầu thượng pháp. Vô thượng bồ đề chính là chỗ sở cầu của bậc thượng nhân vậy. Ngài tu bồ đề lại khuyên chư thiên quán năm ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã. Quán năm ấm là nhân sanh ra các ưu bi, khổ đảo. Quán năm ấm như bệnh, như ung nhọt khó chữa lành, như vết thương do mũi tên ghim vào thân gây đau nhức. Nếu tùy thuộc vào năm ấm thì chẳng sao có được an ổn, vì năm ấm ví như sư tử, hổ beo, lang sói thường làm cho người sợ hãi lo âu. Hỏi: có thuyết nói năm ấm có 15 pháp đáng sợ, chỉ có 15 pháp thôi, hay còn có pháp nào đáng sợ khác nữa? Đáp: nói hẹp thì có 15 pháp tội lỗi do năm ấm gây ra, nói rộng thì có vô lượng pháp tội lỗi. Như trong kinh Tạp A Hàm nói năm ấm có 100 pháp tội lỗi. Hỏi: vì sao phải nói năm ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã? Vì sao phải nói đến 8 nỗi khổ, bát khổ? Giải thích: bát khổ là 8 nỗi khổ lớn. 1. Sanh khổ. 2. Lão khổ. 3. Bệnh khổ. 4. Tử khổ. 5. Ái biệt ly khổ. 6. Oán tắng hội khổ. 7. Cẩu bất đắc khổ. 8. Ngũ ấm thành khổ, hay ngũ ấm xí thành khổ. Ái biệt ly khổ là khổ do phải xa lìa người mình thương mến. Oán tắng hội khổ là khổ do phải gặp kẻ mình oán ghét, gặp cảnh mình ố kỵ. Cầu bất đắc khổ là khổ do mong cầu mà chẳng được như ý muốn. Ngũ thành ấm khổ là khổ do năm ấm chẳng được hòa đồng. Có một ấm nào thạnh quá cũng đủ làm cho mình khổ.